Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Anh James Cleverly. Ông James Cleverly cho biết AI sẽ thay đổi cơ bản mọi khía cạnh của cuộc sống con người. Công nghệ trí tuệ nhân tạo giúp tạo ra những đột phá trong y học, tăng năng suất lao động, mở rộng nền kinh tế. AI cũng giúp nhân loại thích ứng với biến đổi khí hậu, cách mạng hóa giáo dục, đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và giảm thiểu xung đột bạo lực. Nhưng ông cũng cảnh báo rằng công nghệ này thúc đẩy thông tin sai lệch và có thể hỗ trợ các chủ thể nhà nước và phi nhà nước trong việc tìm kiếm vũ khí. Đây là một cuộc họp lịch sử, cuộc thảo luận đầu tiên về trí tuệ nhân tạo tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Công nghệ AI đã phát triển với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết, nhưng những biến đổi lớn nhất do AI gây ra vẫn còn ở phía trước. Chúng ta không thể hiểu hết về quy mô. Chúng ta cần khẩn trương định hình việc quản trị toàn cầu đối với các công nghệ biến đổi, vì AI không có biên giới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng AI ngày càng phổ biến trong các lĩnh vực đời sống. Việc sử dụng loại công nghệ này mang tới nhiều lợi ích như giúp xóa đói giảm nghèo hoặc chữa bệnh ung thư, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cộng đồng thế giới. Ông cho rằng các ứng dụng AI trong quân sự và phi quân sự đều có thể gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh toàn cầu. Ông Guterres ủng hộ lời kêu gọi của một số quốc gia về việc thành lập một cơ quan mới của Liên Hợp Quốc để hỗ trợ các nỗ lực tập thể nhằm quản lý công nghệ phi thường này. Mục tiêu bao trùm của cơ quan này là hỗ trợ các quốc gia tối đa hóa lợi ích của AI, giảm thiểu rủi ro hiện tại và tiềm ẩn, đồng thời thiết lập và quản lý các cơ chế giám sát và quản trị được quốc tế thống nhất. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Trương Quân cho biết, Bắc Kinh ủng hộ vai trò điều phối trung tâm của Liên Hợp Quốc trong việc thiết lập các nguyên tắc định hướng cho sự phát triển của AI. Còn đại diện của Mỹ tại hội nghị này, ông Jeffrey De Laurentiis bày tỏ sự nhất trí về việc các quốc gia cần hợp tác với nhau về trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi khác để giải quyết các rủi ro nhân quyền, đe dọa, phá hoại hòa bình và an ninh. Dù có những nguy cơ, nhưng không thể phủ nhận rằng công nghệ AI mang lại những lợi ích to lớn cho nhân loại. Trước đó, một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu của Liên Hợp Quốc về những ứng dụng tốt đẹp của AI đã được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ với những khách mời đặc biệt là các robot hình người. Các robot được xem xét, đánh giá để làm tiêu chí tuyển dụng, phục vụ các mục tiêu toàn cầu đang ngày càng trở nên khó thực hiện của Liên Hợp Quốc. Hội nghị do Liên minh Viễn thông Quốc tế, cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc về công nghệ thông tin và truyền thông tổ chức. Hội nghị có sự tham gia của 3.000 người tới từ các tổ chức quốc tế, trường đại học và các công ty công nghệ nổi tiếng, và 20.000 người khác dự trực tuyến. Trong số các khách mời có 9 robot hình người. Mỗi robot có những khả năng và chuyên môn riêng. Sophia là đại sứ đổi mới robot đầu tiên của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc. Grass, robot y tế hình người tiên tiến nhất thế giới, và Desdemona, một ngôi sao nhạc rock trong hình dạng robot. Trong khi đó, Geminoid và Nadine cũng là những robot thu hút được sự chú ý vì có khả năng đặc biệt và giống hình dáng người tạo ra chúng. Được thiết kế và phát triển bởi công ty công nghệ Mỹ Hanson Robotics có trụ sở đặt tại Hồng Kông, Trung Quốc, công dân robot đầu tiên trên thế giới Sophia được thiết kế để suy nghĩ và cử động giống con người, đồng thời được trang bị trí tuệ thông minh nhân tạo. Mục đích chế tạo Sophia, theo nhà sản xuất, là nhằm phát minh ra một robot có ý thức, có sự sáng tạo và có khả năng giúp đỡ con người trong các vấn đề về cuộc sống thường ngày như phục vụ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ điều trị y tế, giáo dục cùng nhiều các dịch vụ khác. Nữ y tá người máy Grass cũng do Hanson Robotics phát triển là một trong những khách mời tại hội nghị của Liên Hợp Quốc. Người máy này có khuôn mặt đậm nét Á Đông, mặc bộ đồng phục y tá màu xanh. Grass được trang bị camera hồng ngoại gắn trên ngực, có thể đo nhiệt độ và mức độ phản ứng của người tương tác. Người máy sử dụng trí thông minh nhân tạo để chẩn đoán bệnh và có thể nói tiếng Anh, tiếng Trung. Việc thiết kế ngoại hình của Grass giống nhân viên y tế và khả năng tương tác xã hội nhằm mục đích giảm tải công việc cho đội ngũ y tế. Nhà sáng chế David Hanson cho biết, Grass có thể biểu hiện cảm xúc với 48 nét mặt. Mô hình giống người thật sẽ giúp xây dựng niềm tin và tạo sự gắn bó tự nhiên khi tương tác trực tiếp. Nổi tiếng không kém là Nadine, một robot xã hội có hình dáng giống người tạo ra cô, giáo sư Nadia Manyena Thanman. Robot này được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo AI, có thể đóng một vai trò quan trọng trong tương lai, trong việc chăm sóc người bệnh và người già. Tôi tin rằng robot có thể là một tài sản tuyệt vời trong việc chăm sóc và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương.
chúng có thể mang đến sự đồng hành, giúp đỡ các công việc hàng ngày và hỗ trợ tinh thần cho con người. Tuy nhiên, tôi nghĩ điều quan trọng là phải đảm bảo rằng robot được sử dụng một cách có trách nhiệm và tôn trọng cho những cá nhân mà họ đang giúp đỡ. Nadine có thể đáp lại lời chào, giao tiếp bằng mắt và có thể nhớ tất cả các cuộc trò chuyện và gương mặt những người từng gặp. Cô có thể tự động trả lời các câu hỏi bằng một số ngôn ngữ, mô phỏng cảm xúc bằng cả cử chỉ và nét mặt, tùy thuộc vào nội dung tương tác với người dùng. Nadine có tổng cộng 27 cử động nét mặt và có thể chuyển động phần trên của cơ thể. Tuần trước, robot này đã được nâng cấp với mô hình AI GPT-3 và điều này đã cải thiện kỹ năng tương tác và trò chuyện, giúp robot có thể diễn đạt các khái niệm phức tạp hơn. Ý tưởng về robot tích hợp trong cuộc sống hàng ngày trước đây chỉ xuất hiện trong lĩnh vực khoa học viễn tưởng. Nhưng đến nay, giữa thời kỳ trí tuệ nhân tạo AI bùng nổ phát triển, điều đó đã trở thành hiện thực. Và robot đã trở thành tâm điểm chú ý tại Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới tại Thượng Hải bởi hàng loạt những khả năng đặc biệt của robot. Gã khổng lồ công nghệ Mỹ Tesla đã mang tới hội nghị robot hình người Optimus, robot cao 1m8, nặng khoảng 57kg và được cung cấp năng lượng bởi một mạng thần kinh sử dụng thị giác máy tính để nhận biết môi trường xung quanh. Mặc dù có vẻ ngoài trông mảnh khảnh, nhưng robot siêu mạnh này có thể nâng một cây đại dương cầm nặng nửa tấn trong buổi hòa nhạc. Những robot bốn chân được giới thiệu tại hội nghị này cũng gây ấn tượng với khách tham quan bằng những chuyển động khác nhau. Chú chó robot có kích thước nhỏ hơn có thể lăn lộn, nhảy và chạy với tốc độ đáng kinh ngạc lên tới 4,7 mét mỗi giây. Trong khi đó, những chú chó robot có kích thước lớn hơn có thể được đưa vào hoạt động vận chuyển hoặc cứu hộ, vì chúng có thể mang tải trọng 100kg và hoạt động ở nhiều địa hình phức tạp. Robot bốn chân với hệ thống nhận thức cấp cao đã được ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Nếu như một tòa nhà cao tầng hoặc một khu rừng bị cháy, trước tiên chúng tôi có thể gửi đến robot bốn chân để kiểm tra xem có thứ gì đó phát nổ hoặc sắp sụp đổ hay không, có khí độc hay có ai đó cần được giải cứu hay không. Ngoài ra, nó có thể được sử dụng trong các cuộc tuần tra đường dây điện và tuần tra các cơ sở lưu trữ hóa chất. Với sự phát triển tích hợp của AI và điện toán đám mây, robot đã thông minh hơn rất nhiều. Ưu điểm thứ hai của robot hiện đại là sự linh hoạt của các khớp cơ khiến chúng di chuyển và cử động nhanh nhẹn hơn. Robot có thể tỏa sáng trong các lĩnh vực mà chúng ta quen thuộc, chẳng hạn như điều trị y tế, phục hồi chức năng và chăm sóc người già. Chúng tôi tin rằng nó có thể được sử dụng trong một số tình huống nguy hiểm trong tương lai, chẳng hạn như các hoạt động cứu hỏa và tuần tra ở khu vực địa hình phức tạp. Đây là xu hướng phát triển mới cho robot hình người trong tương lai. Khi khả năng thực tế của robot tăng lên, nhiều robot giờ đây thậm chí có thể chuyển động uyển chuyển và thậm chí có thể múa giống như con người. Một công ty công nghệ có trụ sở tại Thượng Hải đã phát triển các robot có khả năng biểu diễn kinh kịch điêu luyện, thu hút sự chú ý của các khách tham quan. Với sự cải tiến đối với công nghệ cốt lõi như bộ điều khiển và bộ giảm tốc đã tạo ra những bước đột phá mới trong các khớp linh hoạt cho robot, giúp chúng tự do di chuyển hơn. Nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Tokyo, Nhật Bản đã thiết kế một robot gồm nhiều cánh tay, có thể đeo trên lưng và hoạt động theo chuyển động cơ thể người. Thiết bị này không chỉ hỗ trợ con người tìm kiếm và cứu nạn trong thảm họa, mà còn được ứng dụng tạo ra các loại hình nghệ thuật mới. Thiết kế này nhằm hướng đến một xã hội kết hợp giữa người và máy trong cuộc sống hàng ngày. Hệ thống được thiết kế để thực hiện những hành vi linh hoạt của con người. Cánh tay robot có thể múa theo chuyển động đôi tay của vũ công một cách nhịp nhàng. Cánh tay robot GJ có cơ chế điều khiển dễ dàng, cho phép người đeo vận hành bằng các chi chuyển động của chính họ và tạo ra cảm giác rằng chúng là một phần mở rộng tự nhiên của cơ thể họ. Giáo sư Masahiko Inami, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, thiết bị được ông lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối truyền thống của Nhật Bản. Tôi muốn thấy những kiểu biểu diễn mới, những hình thức nghệ thuật mới được tạo ra. Tôi muốn kích thích sự sáng tạo và đẩy nhanh sự lan tỏa của nó trong toàn xã hội. Đó là một thế giới mà tôi muốn tạo ra. Ngoài những tính năng chính, bốn cánh tay nặng khoảng 14kg có thể tháo lắp dễ dàng để chia sẻ với nhiều người dùng khác nhau. Chúng đang được hoàn thiện với nhiều tính năng bổ sung như khả năng cầm nắm như con người. Ngoài ra, cánh tay robot còn có thể thực hiện các nhiệm vụ trong nhà kho hay các công việc tinh tế trong phòng phẫu thuật của bệnh viện
cũng như thay thế đôi tay của người khuyết tật để cải thiện chất lượng cuộc sống của họ. Theo nhà phát triển, hệ thống cánh tay robot nhằm mục đích giúp con người có thể hoạt động với robot và AI trong trạng thái tự nhiên và thoải mái. Công nghệ đột phá này mở đường cho một tương lai khi con người và máy móc có thể kết hợp cùng làm việc như một thể thống nhất. Trong thời gian tới, khi những phát minh và sáng kiến tiếp tục được hiện thực hóa trong lĩnh vực người máy và trí tuệ nhân tạo, công nghệ sẽ tạo ra những đổi mới ấn tượng hơn nữa với nhiều ứng dụng khả thi, khiến con người không chỉ vượt qua những giới hạn cuộc sống mà còn có thể trở nên mạnh mẽ, linh hoạt hơn. Càng tiến bộ hơn trong lĩnh vực công nghệ AI thì chúng ta càng cần tới một cách tiếp cận hợp lý, tầm nhìn xa đối với những thách thức liên quan. Điều then chốt là thế giới cần các khung pháp lý được xây dựng đầy đủ, cẩn thận nhằm giảm thiểu rủi ro và thúc đẩy sự phát triển công nghệ theo hướng tích cực. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin Nhìn ra thế giới hôm nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại.